tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành những dự án chiến lược có tính liên kết vùng và hợp tác quốc tế là giải pháp tái cơ cấu đầu tư mà tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện trong năm 2022 vừa qua. Điều này đã giúp cho địa phương tăng cường thu hút được mọi nguồn lực cho phát triển, đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong nhiều năm liên tục, thu ngân sách thì luôn đạt cao và bền vững. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đã giúp cho hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu qua cảng này luôn thông suốt. Đây là cơ hội để số thu thuế xuất nhập khẩu năm qua tăng tới gần 1,7 lần so với năm trước, qua đó đóng góp vào thành tích thu ngân sách chung của toàn tỉnh đạt trên 55.000 tỷ đồng, vượt hơn 20% so với kế hoạch giao. Chúng tôi cũng duy trì rất là hiệu quả cái mô hình công chức chuyên quản. Qua đó thì công chức sẽ quản lý một vài những các doanh nghiệp để nắm được cái tình hình hoạt động kinh doanh cũng như giải đáp những cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp kịp thời phát sinh trong quá trình làm thủ tục. Thu ngân sách tăng cao đã tạo điều kiện cho chi đầu tư vào các công trình hạ tầng trọng điểm. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hoàn thành đã trở thành mảnh ghép cuối cùng tạo sự thông suốt nhanh chóng về giao thông trên toàn tỉnh, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có tỷ lệ đường cao tốc cao nhất cả nước với 180 km. Điều này mở ra cơ hội và không gian phát triển mới cho địa phương không chỉ trong năm qua mà còn cả những năm tiếp theo. Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đưa vào khai thác sử dụng thì mới chỉ sau hơn 3 tháng thì lượng khách du lịch cả trong nước cũng như ngoài nước và đặc biệt là khách du lịch nội địa đến với thành phố Móng Cái là tăng đến 886%, tức là tăng hơn 8,8 lần. Mục tiêu của năm 2022 là chúng tôi đạt được con số là 9,6 triệu khách du lịch, nhưng mà đến cuối năm thì chúng tôi đạt được con số là gần 12 triệu khách du lịch đến với Quảng Ninh. Đây cũng là một trong những động lực mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Những thành công về đầu tư hạ tầng, thu hút nguồn lực là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong năm nay, cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn sau khi đã hoàn thành trước 3 năm chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững và đạt mức thu nhập bình quân đầu người năm qua trên 8,2 nghìn đô la Mỹ, cao gấp đôi mức bình quân cả nước.